Xin chào tất cả các chị em đại lý xinh đẹp của Dragon Beauty. Hôm nay Sếp sẽ làm cái video này để hướng dẫn mọi người cái cách mà quét mã cho đại lý cấp dưới. Khi mà vào hệ thống, chúng ta sẽ có cái giao diện như thế này. Và chúng ta vào hệ thống đặt hàng. Hiện giờ là mình chọn cái đơn hàng của đại lý cấp dưới nè. Rồi, ở đây mình sẽ chọn cái đơn hàng này. Ở đây là nó có 5 cái sản phẩm. Vậy thì bây giờ mình trong cái video này sẽ hướng dẫn mọi người nhập thủ công bằng tay ha. Bây giờ xin có 5 cái mã như thế này. Rồi, chúng ta tiến hành giao hàng. Kéo xuống phía dưới, nhấp vô chỗ giao hàng. Đây, nó có chỗ nhập thủ công. Rồi, bây giờ mình lần lượt mình nhập từng cái mã. Mã thứ nhất nè. Đây. Sau khi nhập mã xong thì mình nhấn vào phát xác nhận. Rồi nó đã hiện một cái mã dưới này. Và bây giờ mình tiếp tục nhập cái mã thứ hai. Rồi chúng ta nhờ lần lượt nhập cái mã, lần lượt nhập như vậy cho tới cái mã cuối cùng. Cứ mỗi lần nhập xong mã mình nhấn xác nhận, nhập xong mã mình nhấn xác nhận nha. Sau khi nhập đủ 5 mã của cái đơn hàng đó thì mình xuống dưới cùng nó có cái nút hoàn thành, mình nhấn vào nút hoàn thành và đợi xíu ha. Mình đã giao hàng xong, mình bấm xác nhận hoàn thành là báo giao hàng đã thành công. Thì nãy mình 4 đơn, bây giờ đây mình giao thành công một đơn thì nó còn 3 đơn nè. Rồi, rất là đơn giản nha mọi người. Chúc mọi người ra thật là nhiều đơn nha, để có cơ hội quét thật là nhiều nhiều đơn. Thì tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi.